Mắm rồi đó. Ăn chan nước mắm không? Chan rồi. Nhưng mà cứ chan đúng nha. Nó cay à. Ăn thêm ớt nữa. Đó, trộn lên. Nào lên. Giờ đầu tiên là chan miếng này trước đi. Ồ, hấp dẫn không? Rau sống nhà chồng không hái vô ăn. Đây nè. Xong không? Cho xíu nước mắm vô. Cái này muốn ăn mẹ cũng được, nhưng mà mình ăn bánh tráng nữa có mẹ. Cho bánh đậu phộng vô. Thì cắn. Nó tùy. Ngon. Nó là miếng miếng sẵn thôi. Mình nó mềm. Không, cũng hơn đấy là miếng phi lê. Không đâu, nguyên cái đó phi lê không á. Thì nó bán cục đó phi lê. Tại vì nó làm nguyên cái bản bản này nè, chứ nó không phải là nguyên cái cục khối lớn. Xong rồi mình chỉ về mình thái ra, cái miếng nó chừng nửa inch, nửa lóng tay. Xong rồi nó bản nó bự như bàn tay vậy đó, rồi 4-5 bản nó gáp lại thành nguyên cục đó. Thì mình tưởng nó nguyên cục về, mà không phải, cái này nó làm mỏng 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 sẵn. Đây là gần đây. Thịt nai lúc nào cũng đặc trưng ha, mở ra nó mùi. Bún. Em quên ha, hiểu hành phi. Anh đi muốn không? Thôi được. Sao của hành phi. Lâu quá không ăn mấy món. Bên Mỹ này ăn thịt nai sướng. Sao bỏ gì lắm mà? Ngũ vị hương với tỏi hành tím, hành tím. Có thể bỏ một chút xíu bơ không sao? Bơ tỏi. Nhưng em định bỏ xả nhưng mà anh không có thích lắm. Có bỏ xả cũng được. Nãy em sợ anh ăn nhắm miệng chứ không. Mấy cái thịt rừng nó nên bỏ xả. Thì đó, nãy em là em muốn bỏ xả, hành tím rồi gia vị nhiều vô mà bình thường anh ăn xả nó hơi nhắm nhắm. Nên em không bỏ. Chứ món nhưng này... mà muốn ăn mà thấy nhiều mùi nai á thì đừng có bỏ vô để biết cái thịt original nó thịt gốc thì đó không? Em mới nói anh chứ không là em bỏ, mà mình ăn thịt nai quả gì mình bỏ đủ thứ món. Thì cái món này là em biết nhiều người hồi sợ cái mùi nó đó thì nên ăn xả, nhưng mà em thích không ăn xả, tại cái ăn xả nó thơm quá, nó bán cái mùi hết, nó không có đặc trưng của cái mùi nai, nó giống mùi bò. Ok xong nha, bye bye. Ăn cái nữa. Cái này hả? Rồi, mời. Xong chưa? Thôi, bye bye, bye bye, bye bye. Nha.